Này nóng chết hết. Cậu nhiều nhỉ. Trước đấy ngày 5-6 cân nữa. Đến xì vừa gạch đéo vậy. Cho những cái xô, xô trong bảo sao cậu không đổ hay là cậu mang hai xô à? Mấy cái con cả hết bằng cái mùa. Tao đâu dặn tao cũng chẳng ấy chẳng làm. Vâng. Thôi làm với em mấy cân rồi. Thì em sẵn cái này. Rộng phết, to phết. Này ống chỉ được vài con này. Thế 5-6 con rồi. Nó không như ngày xưa. Lên lắm. Nào, đặt dẹo vậy. Cái bé ở phía dưới vệ sông gọi là cái gió của cậu. Nước không có gì. Ba bốn con. Cái cạnh hồi nháo vậy đây. Vâng. Bắt được còn con. Che vậy cho đỡ nắng đấy. Chết đi. Chết. Cái này nè nữa. Nhập khẩu lúc nào có thằng nhà nay làm cho em mấy cân thì đi không thuộc lại nghĩ cái thì bao nhiêu cậu cái giờ nếu bán ít thì bán 100 mà bán nhiều 90 mươi con mấy con này thì rộng này mấy được từng ống thì đám ống độc cây bé còn đang ngủ đi mây sang mà đánh một cái thức sâu phải đánh thật chiều thật muộn chứ cậu. Đấy, cái nhiều chưa nè cái bần này. Nào khoảng mấy con cái này mà lúc nữa không không phải đi là nó chết rồi nhỉ. Lúc nữa là nó chết nắng này đúng rồi mảnh thối.
ở bên ngoài bãi sông này có ống, có ống không có đéo gì. Cô để cái cỏ nó rậm rạp này để chú nhiều nhỉ? Không phải là vậy, không có chết. Nó mát này. Cái môi trường thức ăn cho nó. Cái đấy không có nào à? Ông này cỡ cỡ vậy? Mời chào ấy đó. Người ăn này uống với người gầy á. Về hôm qua Dương đưa về. Chắc cánh khuyên hạnh của người Dương đưa. Vâng, thế thế bảo là ấy mà hắn đón mà Hiệp còn chưa biết là Hạnh với Khuyên hay là Hạnh với Hiệp hay là Khuyên với Hiệp. Cháu bảo chắc là chỉ có Khuyên với Hiệp, Khuyên với Hạnh thôi. Hiệp chắc là có đi cái đi xe khách. Quá gì là nó dịu dịu. Ừ. Giờ này, khó chịu.